Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 4 tháng 7 năm 2015, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quản Bạ đã long trọng tổ chức lễ công bố xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đạt chuẩn nông thôn mới. Tham dự lễ công bố có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang, đồng chí Vương Mỹ Phảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Quản Bạ cùng đông đảo người dân xã Đông Hà. Báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Đông Hà đánh giá, trong 4 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã được triển khai một cách nhanh chóng và liên tục. Từ chỗ là một xã còn nhiều khó khăn, hạn chế về kinh tế, xã hội, giao thông, môi trường. Đến nay về cơ bản, các lĩnh vực trên đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Qua 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới của xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, ngoài nguồn kinh phí đầu tư trên 8 tỷ đồng từ ngân sách, người dân trong xã cũng đã tham gia hiến 9.485 mét vuông đất trên 9.000 ngày công lao động. Đồng thời, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ cũng đã vận động được nguồn kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân được trên 270 triệu đồng để chung tay xây dựng nông thôn mới. Tất cả các nguồn lực, sự cố gắng nỗ lực đó đã tạo nên thành quả là sự thay đổi lớn lao về diện mạo nông thôn trên địa bàn. Và đến tháng 6 năm 2015, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Đông Hà, huyện Quản Bạ. Chúc mừng và chia vui với đồng bào các dân tộc xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, đồng chí Triệu Thái Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của xã trong việc hoàn thành và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Điều đó đặc biệt ý nghĩa lớn bởi đây là xã đầu tiên trong số các xã thuộc 6 huyện nghèo 30A của tỉnh đạt được thành tích này. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh mong muốn huyện Quản Bạ, xã Đông Hà và người dân trong xã tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa để giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng thời thực hiện tốt hoạt động đối thoại với nhân dân để phát huy dân chủ, nội lực vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, khi đã đạt chuẩn nông thôn mới, cần phát huy yếu tố hội để thúc đẩy sức mạnh đoàn kết, phát triển ngày càng toàn diện hơn. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Quản Bạ cũng đã trao tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai xây dựng xã Đông Hà, huyện Quản Bạ đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 3 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Vị Xuyên đã tổ chức kỳ họp thứ 11 khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Sản xuất nông lâm nghiệp, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 23.000 tấn. Thu thuế và phí đạt trên 39 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán tỉnh giao. Các chương trình đề án, phương án nông lâm nghiệp được thực hiện có hiệu quả như đề án trồng mới cây chanh leo, chương trình trồng cỏ gắn với chăn nuôi đại gia súc, phương án chăn nuôi bò nhốt, phương án phát triển cam sành. Về chăn nuôi, trong 6 tháng đầu năm, đàn gia súc gia cầm tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2014. Trong lâm nghiệp, toàn huyện đã trồng mới được trên 4.700 ha, đạt gần 65% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt. Các công trình chào mừng đại hội đảng đảm bảo kế hoạch đề ra và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân. Công tác giảng dạy, học tập và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện lần thứ 11 đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận. Các ý kiến của đại biểu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công tác giáo dục và một số vấn đề được nhân dân quan tâm. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2015, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, nghị quyết về đồ án điều chỉnh địa giới hành chính xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Giang. Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 10 khóa 18 nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm xem xét thông qua các báo cáo tờ trình triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần đã xem xét thông qua các báo cáo tờ trình, gồm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm,
báo cáo tình hình thu chi ngân sách địa phương, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri. Tờ trình về quyết toán ngân sách địa phương năm 2014, tờ trình thông qua danh mục đầu tư công năm 2016, báo cáo của các cơ quan tư pháp về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban hội đồng nhân dân huyện về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về tham gia xây dựng chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong huyện Xín Mần đã không ngừng nâng cao phương pháp lãnh đạo điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, các ban hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đảm bảo đúng quy trình, hoạt động giám sát được đổi mới, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên. Kỳ họp đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm và dành nhiều thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường về các vấn đề như quyền sử dụng đất, chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội. Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Xín Mần khóa 18 đã thông qua nghị quyết về việc thông qua danh mục đầu tư công năm 2016, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014. Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 khóa 8 nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm đánh giá công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm để ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, các cấp hội nông dân đã tích cực triển khai các hoạt động của hội và phong trào nông dân, chủ động xây dựng kế hoạch, giao các chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội. Hội đã tuyên truyền vận động kết nạp được 965 hội viên mới, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên hơn 108.000 người. Hiện nay, các cấp hội nông dân đang duy trì trên 200 mô hình nông lâm thủy sản, xây dựng 12 mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả và 64 mô hình tham gia bảo vệ môi trường. Đối với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân đã đóng góp trên 133.000 ngày công lao động, làm mới, tu sửa 665 km đường giao thông nông thôn. Cũng thông qua hoạt động của hội nông dân các cấp, nhiều bà con đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục vận động hội viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh theo hướng hàng hóa để phù hợp với nhu cầu thị trường. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những mô hình điển hình trong sản xuất ở các địa phương để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên. Ngày 2 tháng 7, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tập huấn phương pháp viết tin bài, kỹ thuật chụp ảnh phục vụ cho trang website Khuyến học Hà Giang. Tham gia lớp tập huấn gồm 80 học viên là lãnh đạo, cán bộ Hội Khuyến học các huyện, thành phố và các cấp hội trực thuộc. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được học tập, nghiên cứu phương pháp viết tin bài như khái niệm về báo chí, tin và các thể loại tin, gương người tốt việc tốt, bài phản ánh, cách thức khai thác tài liệu và viết tin bài cơ sở. Đồng thời, các học viên còn được nghiên cứu kỹ thuật chụp các thể loại ảnh phong cảnh, sinh hoạt, chân dung, tư liệu, những yếu tố cần thiết cho tác phẩm ảnh, nguyên tắc và các chế độ của máy ảnh. Thông qua buổi tập huấn, đem lại cho cán bộ Hội Khuyến học nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá về kỹ năng viết tin bài. Từ đó, vận dụng vào công tác tuyên truyền, viết tin bài cho trang website Khuyến học Hà Giang, góp phần xây dựng website ngày càng đa dạng, phong phú, có nhiều thông tin hữu ích phục vụ nhân dân. Ngày 4 tháng 7, tại xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức lễ phát động phong trào trồng rừng, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Tham dự có lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện, cùng đông đảo cán bộ các cơ quan ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Nam Sơn. Theo đó, các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi sẽ tiếp tục triển khai phong trào trồng cây xanh tại các vị trí xung quanh công sở, trường học, ven đường giao thông, đặc biệt các tuyến đường liên thôn liên xã đã được kiên cố hóa. Sau lễ phát động, cán bộ các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Nam Sơn đã ra quân trồng rừng với diện tích là 14 ha, chủ yếu là trồng cây mỡ. Theo kế hoạch, năm 2015, huyện Hoàng Su Phi sẽ trồng thêm 4.800 hectare rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Tính đến trung tuần tháng 6, diện tích rừng trồng mới của huyện đạt gần 200 hectare. Vào chiều ngày 3 tháng 7, do mưa to gió lớn kèm theo sấm sét xảy ra trên địa bàn huyện Yên Minh, đã có một người bị sét đánh tử vong. Đó là chị Thảo Thị Vá, 34 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Khao Piai, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Theo người nhà, chị Vá cho biết, chị Vá vừa đi làm nương về, đang chuẩn bị nấu cơm tối cho gia đình thì bị sét đánh. Luồng sét đánh xuyên qua mái nhà, trúng vào người chị Vá, khiến chị Vá tử vong ngay tại chỗ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, sáng ngày 4 tháng 7 năm 2015, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh cùng đại diện Phòng Nông nghiệp, Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân với số tiền là 6 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Mậu Duệ cũng đã đến chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cây mận ở xã Nàn Ma, huyện Xín Mần được quan tâm phát triển và trở thành cây trồng chủ lực, đem lại nguồn thu tương đối ổn định cho người dân nơi đây. Và năm nay, mận được mùa, lại được giá, người dân Nàn Ma rất vui mừng. Mận ở Nàn Ma từ lâu đã nức tiếng gần xa vì độ ngọt và giòn. Hiện nay, giá mận đang dao động ở mức 30.000 đến 40.000 đồng 1 kg mận máu và mận hậu. Vườn mận của gia đình anh Giàng Xeo Hòa, thôn Nàn Ma, xã Nàn Ma, huyện Xín Mần, quả nặng trĩu cành với hơn 20 gốc mận các loại, sản lượng ước đạt khoảng 2 tạ. Gia đình anh Hòa đã có được nguồn thu khoảng 6 triệu đồng để trang trải thêm cho cuộc sống. Hiệu quả về kinh tế thì những cái năm mà có quả nhiều ấy thì thu hoạch cũng hôm nay 6-7 triệu. Và chính vì đó thì cái chú có mận, cây mận hậu cũng là có một cái thu nhập của gia đình và cũng có hiệu quả. Ở Nàn Ma có hai loại mận, loại nào cũng ngon nổi tiếng. Mận máu Nàn Ma, quả nhỏ, tròn, khi chín có màu tím thẫm, ăn giòn, ngọt đậm đà. Còn mận hậu quả to, da xanh, róc hạt, cũng giòn, ngọt mát, được nhiều người ưa thích. Hiện nay cây mận ở Nàn Ma được trồng ở cả các thôn Lùng Sán, La Chí Trải, Nàn Lý, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở thôn Nàn Ma. Trong chương trình phát triển kinh tế mũi nhọn của địa phương, xã Nàn Ma đã lựa chọn cây mận để tập trung phát triển. Trong thời gian tới thì Đảng ủy với Ủy ban Nhân dân xã sẽ đưa cái cây mận nhân giống trở thành một cái cây mũi nhọn để phát triển trở thành hàng hóa. Không những về trở thành hàng hóa mà cần phải có cái thương hiệu riêng của xã Nàn Ma. Hiện nay nhân dân đang tự phát triển cây mận theo cách tự nhiên, tức là lấy cây con mọc lên từ rễ cây mẹ đem trồng không hiệu quả. Để giúp bà con, Phòng Nông nghiệp huyện đã phối hợp với cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn bà con cấy ghép để bảo vệ phát triển giống mận này. Để duy trì được cái thương hiệu của cái mận Nàn Ma thì hiện nay huyện đã quy hoạch tập trung phát triển ba cái giống mận này tại vùng Nàn Ma, và trước mắt theo lộ trình thì trong năm 2016-2017 huyện sẽ đầu tư xây dựng cái thương hiệu bằng cách là xây dựng bao bì nhãn mác để đảm bảo cái giá trị của cái mận Nàn Ma. Huyện cũng đã phối hợp với lại trung tâm giống cây trồng có bảng xây dựng một số cái chương trình là nhân giống bằng phương pháp ghép đặt tại xã Nàn Ma. Với những tiềm năng về đất đai, khí hậu cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành trong huyện, chắc chắn cây mận ở xã Nàn Ma sẽ tiếp tục đem lại nguồn thu ngày càng lớn cho người dân nơi đây. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trong tỉnh ngày và đêm mùng 5 tháng 7 năm 2015 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cung cấp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 5 tháng 7 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình 90%.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.